Đây nha các bạn, Bet Akasan 2949 trận. Cái clip này thực tế là nó không có đạt tiêu chuẩn, nhưng mà nó được cái là nó kỷ niệm. Tôi vừa đánh xong là tôi quay luôn.
Không chắc lắm nhưng mà có thể. Nhưng mà tụi mình chắc là có duyên ấy, có duyên gặp lại cái người chơi mà đổ đầu với mình một thời nè. Lúc đó chưa có làm YouTube. Thôi mình đặt tiêu đề là gặp lại bé Akasan của quá khứ hả? Hay sao ta? Tôi nhìn ông này tôi hoài niệm các bạn ơi. Tôi không biết ông này có phải là cái ông Akasan mà hồi xưa tôi leo đại ca hủ á, tôi gặp ông một cái ông mà đánh Akasan cứ chơi cái trang phục Học viện Chí Minh này nè. Không biết có phải là cái ông này hay không. Hồi đó tôi đánh con Echo các bạn ơi. Đánh hơn 273 trận hay sao, tới giờ tôi vẫn còn nhớ mà. Hồi đó đánh leo đại ca hủ là gặp ông bé Akasan này đánh rồi siêu căng luôn ấy. Không biết có phải là ông này hay không. Phúc mới vô ông này bảo tôi gánh tem à. Ông này nói là làm. Được đấy. Một mình thì không thể nào làm hết được. Game game đồng đội mà. Từ từ, tí nữa tôi trách ông này xong. Gặp đầy bé tướng mà có mỗi ông này đánh nhìn nó đàng hoàng à. Chứ lúc trước tôi gặp mấy cái thằng mà bé nó con tướng khác á, trời ơi nó có làm sao á. Bữa coi mấy bạn lục mấy video mà tôi đánh ranh á, gặp cái thằng bé Camille á, đánh còn thua cái tôi nữa. Thôi được rồi, cảm ơn mọi người xem video nha.